Lời nói đầu tiên cho Lâm Chi Linh gửi đến tất cả khán giả của Đài Bộ Chào trân trọng nhất ạ. Có thể mình giơ tay nhang được không ạ? Let's go! Trước sương sau thế mới giàu, tình nghĩa anh em có chất bền lòng. Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng, khi xa cơ có được ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ thất thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra đánh xe bán. Khi gian nan mới biết ai là bạn, hỏi thế nhân ơi có mấy người cũng như tôi. Tay đó à? Khổ trước sướng sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng, khi gian nan có được ai. Nói nghe nào bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là dối gian. Tay đó à? Vẫn là giùm em à? Trước sướng sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thì càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng, khi xa cơ có được ai. Nói nghe nào bạn ơi, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Tay cao lên giùm em được không ạ? Tìm đâu bạn hữu tâm giao, hoàn chen với bao gian dối, vùi dập nhau cũng vì lời dành. Nghèo người đời khinh chê, tiền sẽ mua đôi trắng thay đen. Không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mà ai. Đời người vì bần hàng khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tin là con người tao xa, mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, hạnh phúc chỉ là qua tay. Tay vẫn là dùng bên đây ạ. Rất là hạnh phúc luôn cả nhà ơi. Đúng không? Trên đây là đúng ạ. Trên kia luôn nè. Ai lớn vui tất cả quý vị rất nhiều ạ. Đô la nhà lầu sẽ sáng,
Đúng rồi chị đẹp ơi. Bên trái nữa hả? I heard you. Quá đẹp luôn ạ. Tay vẫn lên giùm mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.